Xin chào các bạn đã quay trở lại với bản tin công nghệ B-News được thực hiện bởi kênh YouTube B-Channel. Hôm nay là ngày 5 tháng 5 năm 2018. Bản tin công nghệ của chúng tôi sẽ gồm có những thông tin đáng chú ý như sau. Sếp LG Mobile, chúng tôi nghĩ ra tay thỏ từ trước rồi, đấy không phải là sao chép Apple. Xiaomi giới thiệu máy dịch 14 ngôn ngữ, nhỏ gọn như máy nghe nhạc MP3, giá chỉ 1 triệu đồng. Trò đỉ lộ trình ra mắt Samsung Galaxy S10 và Galaxy X sẽ sớm hơn nhiều so với dự kiến. Asus ra mắt Zenfone Lite L1 chạy Android Go RAM 1GB. Apple R15 và R15 Dream Mirror Edition chính thức ra mắt, có tai thỏ camera mới. Mới đây trong một phát ngôn của người đứng đầu mảng di động LG, ông ta đã không ngần ngại khẳng định rằng LG G7 Thiên Kiêu chính là thành quả của sự lao động và sáng tạo của hãng, chứ không có bất kỳ một sự bắt chước hay là sao chép nào, đặc biệt chính là phần tai thỏ của Apple. LG đã chính thức ra mắt mẫu flagship mới nhất G7 Thiên Kiêu. Giống như mẫu smartphone Android ra mắt gần đây, LG G7 Thiên Kiêu một lần nữa khiến giới công nghệ liên tưởng tới iPhone X với cụm tai thỏ án ngữ ở mặt trước của máy. Tuy nhiên, mỗi hãng Android đều có một lý do để viện dẫn và khẳng định họ không hề chạy theo tai thỏ của Apple. Trong một bài phỏng vấn mới đây trên trang The Investor, giám đốc bộ phận LG Mobile Quang Jong-wan tuyên bố: "Chúng tôi đã lên kế hoạch cho thiết kế tai thỏ trước cả Apple." Ông Quang nhấn mạnh, thay vì gọi nó là tai thỏ và tượng trưng cho một thứ gì đó bị khuyết, LG gọi nó là màn hình thứ hai để hiển thị nội dung phụ giống với LG V10 hay là V20 trước đây. Vị trí tai thỏ cũng là nơi đặt giải loa và hỗ trợ công nghệ âm thanh cao cấp Boombox, camera AI với 19 chế độ chụp và hỗ trợ nhận diện giọng nói từ xa có thể lên tới 5m. Với tỷ lệ màn hình khá dị 19:5:9, đây cũng chính là màn hình lớn và dài nhất trong xu hướng màn hình full view hiện nay. Màn hình có độ sáng cực cao lên tới 1000 nits, nhưng đặc biệt là có thể tiết kiệm điện hơn 30% so với thế hệ G7 trước đó. Cũng trong bài phỏng vấn này, ông Quang Jong-kwon đã tiết lộ lý do tại sao LG sử dụng màn hình LCD thay vì OLED cho model G7 Thiên Kiêu. Nguyên nhân được Quang chỉ ra, thực chất đây chính là một chiến lược riêng của LG. Công ty hiện đang phân chia dòng G-Series sử dụng màn hình LCD, trong khi dòng V-Series sẽ dùng màn hình OLED. Sếp LG Mobile kỳ vọng doanh số của LG G7 Thiên Kiêu sẽ tốt hơn so với G6. Bên cạnh đó, khi được hỏi về việc liệu LG có định rút khỏi thị trường Trung Quốc hay không, Quang vẫn để ngỏ khả năng do doanh số của LG đang ngày càng suy giảm tại thị trường này. Thay vào đó, LG có thể chuyển hướng sang thị trường Hồng Kông. Khi được hỏi về lý do tại sao G7 Thiên Kiêu không có những tính năng nổi trội nhằm cạnh tranh với các đối thủ như Apple hay Samsung, ông qua xác nhận LG có tính đến việc đưa những biểu tượng cảm xúc giống với AR Emoji hay là Animoji trên G7 Thiên Kiêu. Mặc dù vậy, LG đã không giới thiệu tính năng đó tại buổi lễ ra mắt mà sẽ tung ra dưới dạng bản cập nhật phần mềm trong thời gian tới. Tuy chỉ nhỏ gọn như là một chiếc máy nghe nhạc MP3, nhưng chiếc máy dịch Contact AI của Xiaomi lại có thể dịch đến 14 ngôn ngữ. Sản phẩm này hứa hẹn sẽ trở thành một vật dụng không thể thiếu của dân du lịch và đặc biệt chính là người học ngoại ngữ. Contact AI là một chiếc máy dịch ngôn ngữ khá đặc biệt do Banana Technology Co., công ty con của Xiaomi giới thiệu mới đây. Sản phẩm ứng dụng công nghệ AI và hỗ trợ dịch tới hơn 14 ngôn ngữ khác nhau. Sản phẩm có thiết kế nhỏ gọn, khung nhôm nguyên khối và được gia công phun cát để bảo vệ bề mặt. Quá trình này cũng giống như việc phun cát cho MacBook Pro. Thoạt nhìn sản phẩm này không lớn hơn là bao so với một chiếc máy nghe nhạc MP3. Máy nặng chỉ 63g, cạnh máy được vác công, trông khá sang trọng và mạnh mẽ. Mặt trước của Contact AI có 4 phím vật lý, bao gồm 2 nút điều khiển âm lượng, nút dịch và thu âm. Phần thân máy còn có loa, mic, nút nguồn ở đỉnh trên, jack cắm 3.5 và cổng sạc 5V1A. Bên cạnh đó, Contact AI còn có đèn báo LED hiển thị trạng thái hoạt động và tình trạng pin. Contact AI hỗ trợ dịch đồng thời 14 ngôn ngữ khác nhau, trong đó có tiếng Anh và tiếng Trung. Máy tích hợp 99% chức năng của trợ lý ảo Xiaomi AI. Ngoài ra, thiết bị còn hỗ trợ thêm công cụ dịch Microsoft Translation. Ngoài ra, thiết bị còn hỗ trợ hơn 47 kỹ năng như chơi nhạc, kiểm tra thời tiết, nghe radio, đọc tin tức, học ngoại ngữ và thực hiện các dịch vụ hỗ trợ khác. Máy tích hợp viên pin 900mAh và hỗ trợ Wi-Fi. Đây là một sản phẩm rất phù hợp với những người thích đi du lịch và khám phá nhiều vùng đất mới. Contact AI hiện đã được bán ra trên thị trường với giá 47 USD, khoảng 1 triệu đồng, với hai phiên bản màu bạc và xám. Tháng 5 đã đến rồi và nhiều tin đồn về chiếc điện thoại Galaxy S10 đã xuất hiện. Đây rõ ràng là một điều rất kỳ lạ, vì đáng lẽ ra chúng ta phải được nghe nhiều tin đồn về chiếc điện thoại Galaxy Note 9 sắp được ra mắt, chứ không phải là chiếc điện thoại Galaxy S10.
Trước đây vài ngày, một nguồn tin đã tiết lộ một số thông tin quan trọng về cấu hình chiếc Galaxy S10. Và hôm nay, một nguồn tin khác cho biết siêu phẩm này có lẽ sẽ được ra mắt sớm hơn nhiều so với dự kiến. Cụ thể, Samsung Galaxy S10 được cho là sẽ xuất hiện vào tháng 1 năm sau tại CES 2019, và đó chính xác là loại tin đồn về Galaxy S mà chúng ta đều trông chờ trong vài tháng sau này khi Apple tung ra chiếc iPhone mới nhất tháng 9 năm 2018. Samsung đã được đồn là sẽ tung ra chiếc Galaxy S tiếp theo tại CES trong suốt nhiều năm trời, và rốt cuộc điều đó lại chưa từng xảy ra. Nhưng lần này, tin đồn có thể sẽ thành hiện thực, và có lẽ chiếc iPhone X đời 2018 chẳng phải là nguyên nhân. Thông tin này được đưa ra bởi tờ The Bell, một tờ báo tài chính của Hàn Quốc. Theo đó, Galaxy S10 quả thực sẽ ra mắt tại CES năm tiếp theo, và quá trình sản xuất máy sẽ bắt đầu từ tháng 10 năm nay. Nhưng đó cũng là mọi thứ mà tờ báo này nói về Galaxy S10. Tại sao lại ít vậy? Bởi mục đích của nó là nói về chiếc điện thoại màn hình gập đầu tiên của Samsung, có tên gọi chưa chính thức là Galaxy X, một cái tên có thể gây nhầm lẫn nếu chiếc Galaxy S tiếp theo thực sự gọi là S10. Chiếc điện thoại màn hình gập đầu tiên của Samsung cuối cùng cũng thành hiện thực. Chiếc Galaxy X có khả năng rất cao sẽ được giới thiệu tại MWC 2019 vào tháng 2. MWC là một địa điểm có phần kỳ lạ, bởi lẽ ra Samsung sẽ giới thiệu chiếc Galaxy S mới nhất tại đây. Do đó có thể hiểu được là tại sao Samsung phải dời Galaxy S10 tới tháng 1 nhường chỗ tỏa sáng cho Galaxy X. Samsung Galaxy X vừa được bổ sung thêm một tên mã mới là Winner, cho thấy ngày ra mắt chiếc điện thoại này đã cận kề. Trước đó vào năm 2015, dự án điện thoại màn hình gập được gọi là Valley, Samsung đã bắt đầu thuê ngoài thi công các linh kiện dành cho điện thoại màn hình gập vào tháng 11 sắp tới. Tuy nhiên, Galaxy X sẽ chỉ được tung ra một cách rất giới hạn khi mà Samsung vẫn muốn đánh giá thị hiếu của thị trường dành cho thiết bị màn hình gập mới lạ trước khi tung ra rộng rãi hơn. Các nguồn tin cũng cho biết chiếc điện thoại Galaxy màn hình gập đã được giới thiệu một cách âm thầm với các đối tác tại CES năm nay. Chiếc điện thoại này có thiết kế gập vào trong và có đến 3 màn hình OLED kích cỡ 3.5 inch, một màn hình ở ngoài và hai màn hình ở trong. 3.5 inch chính là kích cỡ màn hình của chiếc điện thoại iPhone 2G ngày xưa. Hai màn hình 3.5 inch ở bên trong khi mở ra sẽ tạo thành mặt trước của thiết bị. Kết quả là chúng ta có một thiết bị với màn hình 7 inch, dù điều này không thực sự chính xác bởi màn hình máy sẽ nằm đâu đó giữa 6 và 7 inch. Màn hình OLED thứ 3 ở bên ngoài thiết bị cho phép người dùng tương tác với máy khi nó được đóng gập lại. Hiện vẫn còn quá sớm để khẳng định liệu bản mẫu này có trở thành bản thương mại mà Samsung sẽ bán ra vào năm sau hay không. Và cũng đừng quên rằng luôn có khả năng Samsung sẽ tiếp tục trì hoãn chiếc điện thoại màn hình gập của mình như đã làm trước đây. AndroGo đang dần tiến sâu vào thị trường và ngày càng có nhiều hãng smartphone đã sản xuất ra những thiết bị sử dụng nền tảng giá rẻ này. Và mới đây, Asus lần đầu tiên ra mắt một thiết bị giá rẻ sử dụng hệ điều hành AndroGo. Theo Phone Arena, Zenfone Lite L1 của Asus là thiết bị chạy AndroGo mới nhất vừa ra mắt và cũng là đầu tiên của Asus. Zenfone Lite L1 được giới thiệu tại Indonesia, dự kiến bán ra trong tháng 5 với giá chưa được công bố. Theo Asus, máy cũng sẽ lên kệ tại châu Âu và các thị trường khác trên thế giới. Cấu hình của Asus Zenfone Lite L1 khá là khiêm tốn, với màn hình IPS 5.5 inch, 18:9, độ phân giải HD+, camera sau 13MP, camera trước là 5MP, hỗ trợ mở khóa khuôn mặt, với xử lý Snapdragon 425 4x 1.4 GHz, RAM 1 hoặc là 2GB, với phiên bản 1GB chạy Android Oreo. Còn phiên bản 2G chạy Android 8.1 Oreo tiêu chuẩn. Máy có viên pin 3000 mAh, hỗ trợ 2 SIM, kết nối LTE và khai cắm thẻ nhớ micro SD tối đa là 2 TB. Oppo R15 và R15 Dream Mirror Edition đã vừa chính thức được ra mắt, và đúng như kỳ vọng của nhiều người thì bộ đôi này sở hữu một màn hình khá dài đi kèm với tai thỏ và có thiết kế bằng kính nguyên khói cùng với cụm camera kép. CSM Arena cho hay cả R15 và R15 Dream Mirror Edition đều có màn hình OLED 6.28 inch, độ phân giải là 1080x2280. Thay nên sẽ không có phiên bản to plus. Chúng có thiết kế tương tự nhau, sử dụng mặt gương ở phía sau cùng với khuôn viền kim loại được đánh bóng. Cả hai đều được chạy ColorOS 5.0 dựa trên Android 8.1. Đi kèm với đó là một trợ lý ảo AI với khả năng mở khóa bằng khuôn mặt Face Unlock nhanh chóng, chỉ 0.8 giây. Oppo R15 sử dụng con chip Helio P60 8 dân và 4 dân A53 xuất nhịp 2GHz, GPU Mali Z72 MP3 và 6GB RAM cùng bộ nhớ là 128GB. Thiết bị này sở hữu viên pin dung lượng 3450mAh và hỗ trợ sạc nhanh VOOC. Cũng theo xu hướng, R15 sở hữu cụm camera kép nằm ở phía sau. Camera chính sử dụng cảm biến Sony IMX519 16MP cùng khẩu độ f/1.7.
Trong khi đó, camera còn lại có độ phóng giải là 100 megapixel, khổ độ f/2.2. Oppo cho hay rằng cụm camera mới này có thể tự động nhận diện lên đến 120 phân cảnh với AI của Sony và cũng được thêm hiệu ứng portrait lighting chuyên nghiệp bên trong chế độ chụp chân dung. Oppo luôn chú trọng đến camera selfie, thế nên chiếc R15 đã sử dụng camera 20 megapixel khổ độ f/2.0 nằm phía trước cho trải nghiệm selfie trở nên cao cấp hơn. Thiết bị này cũng có hiệu ứng bokeh giả lập tương tự như những chiếc smartphone có camera kép khác. R15 hỗ trợ kết nối Bluetooth 4.2, Wi-Fi băng tần kép nhưng vẫn sử dụng cổng micro USB. R15 sẽ có 3 phiên bản màu sắc bao gồm đỏ nóng, trắng tuyết và tím sao. R15 Dream Pro Edition thì vẫn có màn hình OLED tai thỏ tương tự như R15, tuy nhiên là sử dụng vi xử lý Qualcomm Snapdragon 660, 8 nhân Rio và GPU Adreno 512. Phiên bản này có 6GB RAM, bộ nhớ trong là 128GB, viên pin 3400mAh và hỗ trợ sạc nhanh VOOC. Chiếc smartphone này cũng sở hữu cụm camera kép. Camera chính sử dụng cảm biến Sony IMX519 16MP tương tự như R15. Nhưng camera thứ hai lại có độ phân giải là 20MP, khổ độ f/1.7. Các tính năng AI hay hiệu ứng chân dung đều được đưa lên, nhưng R15 Dream Pro Edition lại được sở hữu thêm một chế độ chân dung luôn mặt 8MP mới. Các kết nối trên R15 Dream Pro Edition giống hệt R15, chỉ khác là nó sử dụng Bluetooth 5.0 mới hơn. R15 Dream Pro Edition sẽ có phiên bản đỏ mộc mơ và đen gớm. Oppo R15 và R15 Dream Pro Edition lần lượt có giá khoảng 474 USD, tức khoảng 10,8 triệu đồng và 521 USD, tức khoảng 11,8 triệu đồng. Chưa rõ rằng liệu bộ đôi này sẽ được bán ra toàn cầu hay không. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin công nghệ B News ngày hôm nay. Nếu các bạn cảm thấy hay và hữu ích thì đừng quên like, share và subscribe kênh YouTube của B Channel của tụi mình nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những bản tin tiếp theo.